Chương trình Khởi động Cuộc Sống xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, các bạn muốn bắt đầu một ngày mới của mình như thế nào? Có những người thì yêu thích trạng thái tĩnh lặng và nhẹ nhàng, nhưng có những người lại thích sự sôi động, bắt đầu một ngày mới với nguồn năng lượng dồi dào. Bộ môn tôi đang nhắc đến đó chính là Zumba, môn tập của những người yêu thích sự hiện đại, trẻ trung và linh hoạt. Ngay bây giờ hãy cùng Ngọc Trang trải nghiệm nguồn năng lượng đến từ bộ môn này nhé! Chúng ta cùng gặp lại nhau với buổi tập Zumba và ngày hôm nay sẽ cũng là một bản nhạc rất sôi động và rất vui nhộn. Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Mình sẽ bắt đầu với động tác đầu tiên. Bật sang phải và bật sang trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Động tác thứ hai vẫn bật sang hai bên. Lúc này gót chân nâng lên cao và chạm vào mông. Sẵn sàng chưa ạ? 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4 kết hợp với tay nghiêng. Nghiêng, 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 5, 6, 7 và 8. Rồi, động tác tiếp theo nữa, mình sẽ có đá chân về phía trước. Bắt đầu với chân phải, phải và phải, trái. Bước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Động tác cuối cùng, di chuyển với bước cumbia. Hông đẩy về phía sau và mình sẽ di chuyển sang bên phải. Mở bàn tay, một chân đi trước và một chân kéo theo. 1, 2, 3, 4 và ngược lại, chuyển sang trái. 1, 2, 3, 4, thêm một lần nữa. 1, 2, 3 và dừng lại ở đây. Nâng cao cánh tay và di chuyển hông sang hai bên với xoay gót chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ kết hợp với nhau, bắt đầu từ động tác di chuyển sang hai bên và kết hợp với di chuyển hông. 5, 6, 7 sang phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chuyển sang trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và dừng lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Và kết hợp tất cả các động tác này cùng với âm nhạc, mình sẽ có một bản nhạc và một bài tập rất là sôi động.
Đây là những hình ảnh có thể dễ dàng tìm thấy tại những phòng tập hay một góc công viên buổi sáng. Đó là những động tác nhịp nhàng trên nền nhạc sôi động của Zumba, một môn khiêu vũ thể thao đang ngày càng được yêu thích bởi mọi lứa tuổi. Có thể nói, đây là sự lựa chọn của những người yêu thích sự năng động và tươi vui. Các bạn thân mến, Zumba là bộ môn không chỉ giúp cho người tập có được sự dẻo dai, kiên trì bền bỉ, mà với những vũ điệu Latin sôi động sẽ làm chúng ta cảm thấy hào hứng hơn mỗi ngày. Và ngay bây giờ thì hãy cùng Ngọc Trang hòa mình vào những vũ điệu này nhé. Đặt chân ra trước, 3 nhịp. Tốc độ cao. Đặt chân ra phía trước, chân trái. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù mới bắt đầu những điệu nhảy của Zumba thôi, nhưng Ngọc Trang thấy rằng là những điệu nhảy của Zumba không hề khó chút nào và nó có thể dành cho mọi lứa tuổi, những người yêu thích sự sôi động khỏe khoắn. Và ngay bây giờ hãy cùng Ngọc Trang tiếp tục những điệu nhảy của Zumba nhé. Tự nhiên là bây giờ lúc nào ngày nào tôi cũng muốn được nhảy Zumba và tập Zumba. Thế tôi cảm thấy tập Zumba làm cho cuộc sống của tôi vui hơn và ít nhất là tôi thấy tôi trẻ ra và ai cũng khen là tôi trẻ ra. Con tập được cũng nhiều rồi ạ. Còn con thích cái nhạc sôi động của nó vì nó rất kiểu như vui ạ. Quý vị và các bạn thân mến, điều cuốn hút của bộ môn Zumba nó không chỉ có âm nhạc, những giai điệu hết sức sôi động mà đây còn là một bài tập để giúp mọi người rèn luyện sức khỏe. Và khi Ngọc Trang tập thì cũng cảm thấy rất là cuồng nhiệt. Và đó cũng chính là điều đã khiến cho hai mẹ con chị Ngô Thùy Dương và bé Thu Minh trở thành bạn tập của nhau từ rất lâu rồi. Ngay bây giờ hãy cùng Ngọc Trang trò chuyện với hai mẹ con chị nhé. Xin chào chị Thùy Dương và bé Thu Minh. Chào Ngọc Trang và xin chào quý vị khán giả. Con chào cô và quý vị khán giả. Chị Dương này, chị có thể chia sẻ với khán giả về cuộc sống cũng như là công việc hàng ngày của chị và tại sao chị lại đến với bộ môn Zumba này? Hiện nay mình là thư ký tòa soạn của một tờ báo, thì thực ra là đây là một công việc là khá bận rộn nhưng mà về thời gian tương đối là linh hoạt. Thì chính vì thời gian linh hoạt nên là mình cố gắng tranh thủ những cái khoảng thời gian trống nhất có thể để mà tham gia tập luyện, bởi vì thực sự là mình rất thích tập luyện các môn thể dục thể thao mà liên quan đến fitness kèm theo là có âm nhạc, như Zumba là một ví dụ. Và không biết là chị đã đến với bộ môn Zumba này lâu hay chưa? Như xét đúng ra thì mình đã đến với Zumba tương đối là lâu. Mình đã có thời gian tập thử Zumba khoảng tầm 2-3 tháng. Thì sau đó thì lớp vì quá ít người tham gia nên là phải nghỉ. Nhưng mà sau khi sinh em bé thứ hai thì khoảng 4 tháng thì mình trở lại với Zumba và đến bây giờ là khoảng nửa năm. Wow, mặc dù đã có hai em bé rồi nhưng mà Ngọc Trang nhìn thấy cơ thể chị rất là khỏe mạnh và trẻ trung. Và không biết là niềm đam mê, niềm yêu thích của chị với bộ môn Zumba này thì được mọi người xung quanh hưởng ứng như thế nào? Thực ra như bạn cũng thấy là với Zumba ấy, thì cái tác dụng lớn của Zumba là giảm cân, bởi vì có lẽ là Trang cũng vừa tập thử đúng không, và Trang thấy là ra mồ hôi rất là nhiều. Với cái việc mà bơm năng lượng nhiều như vậy thì các bạn lựa chọn Zumba chủ yếu đầu tiên là với mục đích mà giảm cân. Cái thứ hai, cái quan trọng nhất ấy là Zumba giải stress của mọi người rất là mạnh, và đấy là lý do mà mình chọn Zumba. Cái cách mà mình lan tỏa Zumba đến mọi người cũng rất đơn giản thôi, đấy là mình mời mọi người tập thử cùng mình, và khi mọi người tập thử thì ngay lập tức nghe những bài nhạc mới nhất, chẳng hạn các bài về World Cup vừa mới diễn ra chẳng hạn, thì mọi người thích thú và sau đó mọi người tham gia ào ào. Mình chẳng cần phải rủ gì cả. Và bản thân Ngọc Trang cũng bị cuốn hút bởi âm nhạc của Zumba hết sức sôi động. Vậy còn bé Thu Minh thì sao? Bé Thu Minh đã tập Zumba này từ bao nhiêu lâu rồi? Con đã tập Zumba được khoảng 3 tháng rồi ạ. Và con rất thích Zumba bởi vì trước đây mẹ hay cho con xem các video trên internet về Zumba và các cô trên video nhảy rất đẹp, con muốn đi tập thử. Khi tập thử với mẹ con thì con đã rất vui. Có các bài nhạc rất sôi động và chú huấn luyện viên cũng rất vui tính. Bé Thu Minh có thấy rằng là bé nhảy rất là đẹp bởi vì là nhạc rất là hay này, và mình cảm thấy tinh thần vui vẻ đúng không? Chị Dương có thể chia sẻ với khán giả là bộ môn này đã đem lại cho chị những cái lợi ích gì, như về tinh thần hay là về sức khỏe ạ?
Thực ra Zumba nếu mà nói về lợi ích với cá nhân mình thì rất là nhiều. Thứ nhất là vì mình cũng mới sinh em bé được một thời gian nên là mọi người cũng cảm thấy là Zumba hiệu quả với mình. Tức là có những người bạn khi gặp lại thì nói rằng là bảo là sinh em bé xong mọi người cũng không tin, tại vì thấy cũng giảm cân nhanh. Và lý do thứ hai là bởi vì mình là người nghe nhạc UKUS từ rất lâu rồi và mình cũng cập nhật nhạc theo bản Billboard rất là thường xuyên, nghe những bài nhạc như thế thì bản thân mình đã muốn chơi với nhạc rồi. Cái thứ ba nữa là khi mà chơi với Zumba như thế thì bản thân mình cảm thấy cái năng lượng nó được giải tỏa hoàn toàn ra. Nhất là ví dụ đi tập với con thì sau đó hai mẹ con có thể gửi cho nhau những bài nhạc trên Facebook này, rồi là cùng con, ví dụ con hỏi là động tác này như thế nào thì mình có thể hướng dẫn bé tại nhà. Và như vậy thì cái tình cảm mẹ con cũng rất là thân thiết, lúc nào Thu Minh cũng như là một người bạn nhỏ của mình. Rõ ràng là Zumba đem lại cho chị rất là nhiều lợi ích cả về sức khỏe, cả về tinh thần, đặc biệt là có thời gian dành cho cô gái rất là xinh xắn như Thu Minh. Vậy còn Thu Minh, cháu cảm thấy thế nào sau những giờ tập Zumba? Sau những giờ tập Zumba, cháu cảm thấy khỏe mạnh hơn và vui hơn. Cháu hay đi tập với mẹ một tuần 2 buổi ạ. À, 2 buổi một tuần, thời gian rất là tốt để chúng ta rèn luyện sức khỏe phải không? À, chị Dương này, chị thấy bộ môn Zumba này nó có khả năng gắn kết mọi người với nhau như thế nào? Vậy em thấy mọi người khi tham gia ai cũng rất là vui vẻ. Khi mà đến với Zumba ấy, thì nó không phân biệt lứa tuổi, không phân biệt kể vấn đề là bạn đã học nhảy chưa, bạn đã từng nghe nhạc chưa, hay là trẻ con như thế này, hay tuổi như mình, hay là thậm chí là mẹ mình, bởi vì trong lớp của chúng mình còn có những cô gần 60 tuổi vẫn tập Zumba và theo được. Thì đó là lý do mà Zumba gắn kết tất cả mọi người, gắn kết mọi lứa tuổi. Đồng thời là như bạn biết là về nhạc ấy, thì Zumba cũng khá là đa dạng. Nó kết hợp cả những cái chất nhạc rất là chậm, những cái nhẹ nhàng mà các cô, các bác rất thích, của cha-cha-cha, của tango, cổ điển, rồi là của salsa, nóng bỏng, Latin này, rồi là bachata. Thế ngoài ra thì nó cũng có những cái feel chẳng hạn như của hip-hop style, này, K-pop này. Thế và đồng thời là nó có những động tác mang chất fitness rất là mạnh của aerobic. Vậy thì với những cái việc mà kết hợp đa dạng như thế thì rõ ràng là Zumba là bộ môn của cộng đồng và nó gắn kết cộng đồng cực kỳ mạnh luôn. Quả thật đây là bộ môn có rất là nhiều điều hấp dẫn mà chắc chắn là khi ai tập cũng cảm thấy rất là mê và dành nhiều tình cảm cho bộ môn Zumba. Nhưng mà Ngọc Trang cũng đang thắc mắc là công việc của chị chắc hẳn là cũng khá là bận rộn. Và không biết là chị thu xếp thời gian thế nào để đến với bộ môn Zumba thường xuyên. Công việc thì rất là bận rộn thật, nhưng mà vì là việc về báo chí đâm ra là cũng khá là linh hoạt về thời gian. Thì quan trọng nhất ý là mình thích. Thì khi mà thích rồi thì mình sẽ cố gắng mình tranh thủ thời gian thôi, bởi vì ai cũng bận cả. Thế nhưng mà bạn có thể tranh thủ vào giờ làm nghỉ buổi trưa này. Ngoài ra thì buổi chiều nếu mà thay vì cái việc là bạn đi shopping buổi chiều thì bạn có thể về sớm một tí và bạn đi tập từ khoảng tầm từ 5:30 đến 6:30. Quả thật là khi mình thích thì mình sẽ dành thời gian cho nó, và đây cũng là một bộ môn để rèn luyện sức khỏe. Khi có sức khỏe thì sẽ làm được nhiều việc khác. Vậy chị có đưa ra một cái lời khuyên nào dành cho tất cả những bạn mà chuẩn bị đến với bộ môn này? Với mình thì không phải riêng Zumba mà các môn về fitness đều như vậy. Tức là nếu như bạn cảm thấy ngại thì bạn sẽ thấy là ôi đi tập thật là mệt mỏi, nào là mất thời gian, nào là ra nhiều mồ hôi, nóng bức nọ kia. Nhưng nếu mà bạn thực sự cảm thấy rằng là đến đây là thoải mái đi, vứt bỏ hết những phiền muộn đi và chơi với nhạc, và bạn dành một chút thời gian thôi, khi đến bạn có một cộng đồng, những người cùng tham gia với mình, thì lúc đấy bạn sẽ cảm thấy cái việc đi tập ý là một điều rất là hạnh phúc. Chứ nó không mang tính chất là bắt buộc hay là vì giảm cân hay là vì thế nào cả. Thế và những người mới tham gia Zumba thì ban đầu khi mà bước vào Zumba sẽ cảm thấy hơi khó một chút. Các bạn hãy quên hết những điều đấy đi và chỉ nhìn huấn luyện viên hướng dẫn, sau đó thì chỉ cần lắng nghe nhạc một tí, thả lỏng mình ra một tí và các bạn có thể chơi rất thoải mái. Cảm ơn những lời khuyên của chị Dương, cảm ơn bé Thu Minh rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, qua những lời chia sẻ của hai mẹ con chị Thùy Dương và bé Thu Minh trong chương trình ngày hôm nay, Ngọc Trang nghĩ rằng là bộ môn Zumba dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, kể cả nam cả nữ, bạn có thể tham gia để rèn luyện về sức khỏe, đem lại cho bạn một tinh thần sảng khoái. Đặc biệt là âm nhạc trong Zumba thì vô cùng sôi động. Ngọc Trang xin chúc quý vị và các bạn sẽ tìm được bộ môn mà mình yêu thích. Chúc quý vị có những ngày thật vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.